Đâu trang giấy trắng nhật ký anh ghi những thói quen em mỗi ngày, hay hơn ghen giận dỗi chen lối đi trên đường về khi em sức say anh ngồi đây. Khi điều anh sợ nhất là mất em nơi đông người, bên nắm tay em mất rồi. Ghi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ý dài lâu. Em nói nhé không nhiều vì từng chiều đường hay đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Em nói nhé em hỡi để yêu thương quen nhau, để đêm đêm cắt sâu những yêu thương nhiều màu. Em nói nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa, tôi sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Em nói nhé em hỡi mãi biết lúc xa nhau, chữ lâu sẽ trôi qua được màu. Mai này trong giấy trắng nhật ký anh lưu sao đây những thói quen đến tương